Dạ, mến chào quý cô chú anh chị của kênh LTK Bonsai trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh quy hoàng nhà em thôi, tiếp tục giao lưu một số loại cây với quý cô chú anh chị ạ, như là linh sam, nguyệt quế, mai chú thủy và sâm trái hay quý cô chú anh chị. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại của em là 0939081082. Đây cũng là số Zalo của em ạ. Dạ, và đây là cây đầu tiên của cây cảnh quy hoàng ngày hôm nay hay quý cô chú anh chị. Đây là một cây linh sam song hình lá trung ạ. Đây. Em xây một vòng rồi em đo thông số cho quý cô chú anh chị tham khảo ạ. Cây rất là già cây luôn rồi ha cô chú anh chị. Dạ rồi, cốt cành gì lớn hết luôn ạ. Đây. Cây này về mình sang chậu cái lên cây lắm luôn ha cô chú anh chị. Rồi, để em đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao là khoảng 34 ạ. Tổng tán dài là 85 ạ. Tán ngang tương đối là 53 ạ. Đây. Cây có hoa rồi em, nó đi hết một đợt hoa rồi. Dạ rồi, để em đo hoành thân ạ. Xương cành thì rất là lớn nha cô chú anh chị. Đây. Dạ, tổng hoành thân của cây là 28 nha quý cô chú anh chị. Đây. Đây, cốt cành ra chỗ này rất là lớn luôn, xương em vô dây hết trơn, tàn kín mít hết rồi. Cây rất là già cây hả cô chú anh chị. Cái này là những cái già quá cái nó chóc da thôi chứ nó không có bị một thẹo gì hết ạ. Đây, cốt cành cô chú anh chị so nè, nó bằng ngón tay cái của em ha. Đây. Cây này là linh sam song hình lá trung ạ. Đây. Em vô dây cho mình hết luôn rồi ạ. Đây. Dạ, mã này là mã 1D, em bao ship toàn quốc với giá là 2.8 hả quý cô chú anh chị. Và khi ship thì em sẽ bó bầu cho cây nhà mình đi an toàn ạ. Rồi, em xuống cây không biết cô chú anh chị. Cái nào cô chú anh chị không gõ thì em sẽ hỗ trợ chụp hình thêm cho gõ ạ. Dạ. Và bữa nay em cũng có một cặp bông giấy Mỹ, gốc Mỹ ghép cẩm thạch hay quý cô chú anh chị. Đây, cây đang cho hoa rất là đẹp ạ. Mã này là mã 2D ạ. Rồi, em đo thông số ạ. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 70 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 72 ạ. Đây. Này là bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch ạ. Cây này em ghép lâu lắm rồi hả cô chú anh chị. Đây. Em đo hoành thân hả cô chú anh chị. Hoành thân là khoảng 25 ạ. Hoành cũ ạ. Hoành cũ em đo ngay chỗ này hả cô chú anh chị là khoảng 50 ạ. Đế sổ là khoảng 35 hả quý cô chú anh chị. Đây. Nguyên một cái cũ luôn, nhìn nó liền lạc, không có thẹo một gì hết hả cô chú anh chị. Đây, cây rất là lực ha, cũ đế rất là được lực luôn ạ. Dạ, mã 2D 2.7 em bao ship ạ. Đây là một gốc bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch hả cô chú anh chị. Bông giấy thì cô chú anh chị biết rồi, trong quá trình ship nó sẽ bị rụng lá và rụng bông ạ. Về mình trồng cây sẽ phát triển bình thường ạ. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo đây là mã 3D ạ, à, cũng là một gốc bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch ạ. À. Đây. Hai cái gốc này gốc nào cũng đẹp hết quý cô chú anh chị ơi. Cái này mình mua một cặp về để trưng Tết là rất là đẹp luôn ạ. À. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 74 ạ. À. Này. Tán ngang tương đối gì là khoảng 65 ạ. À. Cái tán tổng cái tán dài dài hơn ạ. À. Tổng tán dài là khoảng 80 hả cô chú anh chị. Này. Em đo cái hoành thân ạ. À. Cây này có hoành thân ngay chỗ này là khoảng 26 nha quý cô chú anh chị. Đây. Cái củ này nó đặc hơn ạ. À. Rồi, hoành củ là khoảng 44 á cô chú anh chị ơi. Nguyên một cái củ đặc luôn ạ. Cái đây là củ đặc ha. Từ trên xuống dưới luôn ạ. Đây. Và cây này mã 3D cũng có giá là 2.7 triệu em bao ship ạ. Và khi ship thì em cũng không có ship chậu nha quý cô chú anh chị. Đây. Cây này củ đặc sệt luôn, không thẹo một gì hết ạ. À. Nhìn rất là đẹp ha, cái này về mình sang chậu hay mình để trước cửa nhà đẹp lắm đó, cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, em xuống cây ạ. À. Dạ, tiếp theo mã 4D, đây là một cây sâm hương hả quý cô chú anh chị. Sâm hương thì cô chú anh chị biết rồi, có lá rất là thơm ạ. À. Cái này là em tước lá vô dây rồi giờ nó đâm ra lá non ha. Cái này mình tước thêm hai ba lần nữa lá nó sẽ nhỏ rí hơn ạ. À. Lá sâm hương này thơm lắm hả cô chú anh chị. Rồi. Em xin đo thông số ạ. À. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 39 ạ. À. Tổng tán dài như gì là khoảng 67 ạ. À. Em đo hoành thân cây với cô chú anh chị.
Dạ cây có hoành thân là 19 hả quý cô chú anh chị. Đây. Rồi em đo hoành đế luôn. Tổng hoành đế là khoảng 46 hả quý cô chú anh chị. Đây. Dạ mã 4D là một cây sâm hương hả? Em bao ship toàn quốc với giá là 2 triệu mốt ạ. Sâm hương này có những cái mặt cắt ở đây hả cô chú anh chị, và cây cũng đang kéo lại từ từ ạ. Đây, có những cái mặt cắt và cây đang kéo lại ha. Cây rất là già, cây đường thân thì lắc lượng ạ. Cái này về mình sang chậu ha. Cây sẽ đẹp hơn, đường thân co lắc. Cốt cành gì già em vô cho mình 3 nước dây rồi cây hoàn thiện hả cô chú anh chị. Dạ rồi 4D 2 triệu mốt em bao ship ạ. Một cây sâm hương ạ. Dạ tiếp theo mã 5D hả quý cô chú anh chị. 5D đây là một cây mai chiếu thủy lá chung ạ. Đây, cây rất là già cây luôn ạ. Đây. Rồi để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 49 ạ. Tổng tán dài viên gì là khoảng 65 ạ. Đây. Tổng hoành đế dưới đây là khoảng 33 hả quý cô chú anh chị. Em đo một thân ạ. Rồi. Cây này có hoành thân là khoảng 24 ạ. Cây già hết u nặng dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Đế còn nữa về mình trồng mình khai thác giùm em ha. Đây là mã 5D một cây mai chiếu thủy đá trung. Em bao ship tận quốc với giá là 1 triệu 2 ạ. Cây nhà em thần chậu hết nên cô chú anh chị yên tâm đi ạ. Rồi em xuống cây quý cô chú anh chị. Này. Đây là mã 6D hả quý cô chú anh chị. Đây là cũng là một cây mai chiếu thủy lá chung ạ. Đây mai chiếu thủy nhà em là rễ như vậy ha. Về cô chú anh chị ép chậu đi ha. Cắt ngang ha. Ép chậu rồi mình gắn tiểu cảnh hay mình sang chậu gì thêm nó cũng đẹp lắm ạ. Cây già hết ạ. Dạ rồi cây này thì có chiều cao là khoảng 52 ạ. Mã này là mã 6D quý cô chú anh chị. Tổng tán dài gì là khoảng 59 ạ. Đây. Đây. Em đo sát đế gì là khoảng 30 hả quý cô chú anh chị. Rồi. Rồi em đo một thân ha, một thân gì là khoảng 20 ạ. Đây, đây là mã 6D cũng là 1 triệu 2 em bao ship ạ. Đây là mai chiếu thủy đá chung ạ. Đây. Cây già cây ha, mặt cắt thì cũng đã liền hết ha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây ạ. Nhổ lên đi cho nhẹ. Dạ tiếp theo là mã 7D ha. Đây cũng là một cây mai chiếu thủy đá chung ạ. Mai chiếu thủy thì quý cô chú anh chị biết rồi ha, nó có hoa màu trắng và rất là thơm ạ. Cây này là nó đang trong tình trạng hết phân nè, lá nó hơi vàng vàng ha. Về cô chú anh chị cho thêm phân là cây sẽ xanh um lại ạ. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 36 ạ. Tổng tán ngang gì là khoảng 50 hả quý cô chú anh chị. Đây, cây này mã 7D cũng là 1 triệu 2 em bao ship ạ. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau, cô chú anh chị thích dáng nào liên hệ với em ạ. Cây này có hoành thân là 29 ạ. Còn tổng hoành đế dưới đây là lớn lắm hả cô chú anh chị. Em để gì hạo hạo cho cô chú anh chị tham khảo thôi là khoảng 40 ạ. Dạ rồi về mình trồng mình khai thác thêm giùm em đi ha. Đây cây rất là già cây ha. Em vô cho mình dây là hoàn thiện rồi ha. Dạ rồi 7D cũng là 1 triệu 2 em bao ship ạ. Rồi em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Cái nào cô chú anh chị không rõ thì liên hệ số điện thoại của em là 0939081082. Đây cũng là số Zalo của em ha. Em chụp hình hỗ trợ thêm cho mình rõ ạ. Dạ rồi mã 8D cũng là một cây mai chiếu thủy đá chung ạ. Cây này cũng 1 triệu 2 em bao ship ạ. Bữa nay em được 4 cây hả quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mua một cặp thì em giảm tiền cho mình nữa ạ. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 48 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì cũng 48 luôn hả quý cô chú anh chị. Đây, cây nào cũng già cây hết ạ. Dạ rồi, cây này có hoành thân là khoảng 32 ạ. Em đo em trừ hao cho mình ha. Đây, cây già cây quá nên những cái quết lũa này nó cũng cứng hết hả cô chú anh chị. Không hề gì hết. Đây, nó già nó lên nu nu luôn rồi ạ. Dạ cây này mã 8D cũng là 1 triệu 2 em bao ship ạ. Đây. Cũng là mai chiếu thủy đá chung hả quý cô chú anh chị. Cái hoành đế dưới đây lớn lắm ạ. Dạ rồi em xuống cây ạ. Cây có dít lũa ở đây đi cô chú anh chị ơi. Mà nó cũng cứng rồi ha. Đây đây. Em cho cô chú anh chị xem luôn. Rồi nào mà không rõ thì em sẽ chụp hình thêm ạ. Dạ mã 9. Hết mai chiếu thủy em lên me hả quý cô chú anh chị. Bữa nay em được 2 cây me ạ. Đây là mã 9D ạ. Này là me chua ạ. Dạ rồi để em đo thông số ạ. Dạ cây có chiều cao là khoảng 26 ạ. Này. Tổng tán dài gan gì là khoảng 56 ạ. Cái hoành cũ ạ. Me này có hoành cũ. Dạ hoành cũ là khoảng 47 hả quý cô chú anh chị. Dạ mã 9D 1 triệu rưỡi em bao ship ạ. Đây.
Em để cái gang tay vậy nè, chiều cao của cái cũ lên khoảng một gang tay của em ha, không tới một gang tay của em luôn. Em đo cái hoành thân cho cô chú anh chị ha. Đây, hoành thân em đo giót đọt trên đây ha là khoảng 13 ha quý cô chú anh chị. Đây. Cây này sửa thân, sửa đế hết nè, đường thân nó co lắc hết trơn á cô chú anh chị, nó nhỏ ha. Nhưng mà nó rất là quái cây ạ. Đây. Cốt cành gì cũng già. Những cây me mà cốt cành nó lớn gì là lâu lắm rồi ha cô chú anh chị. Mã 9D 1,5 triệu em bao ship ạ. Rồi em xuống cây ha quý cô chú anh chị. Đây. Mã 10D ạ, đây cũng là 1,5 triệu em bao ship ạ, cũng là me chua ạ. Đây. Cây nào cũng được nuôi sửa thân sửa đế hết ạ. Đường thân thì nó lắc lượng ha, lùng lực bonsai ha. Dạ rồi. Cây này có chiều cao là khoảng 24 mà. Đây. Cái tàn bay gan gì là khoảng 42 ha quý cô chú anh chị. Đây. Em đo cái hoành cũ cho mình tham khảo ạ. Em đo như vậy ha cô chú anh chị, hoành cũ gì là khoảng 38 ạ. Rồi, đường thân em cũng đo giót đọt trên đây ạ. Thân thì cũng khoảng 14 ha quý cô chú anh chị. Đây, em đo trên giót luôn ạ. Dạ rồi, cây này 10D cũng 1,5 triệu em bao ship ạ. Đây, dáng này nó bay ra một bên gì nè cô chú anh chị, về mình trồng mình vô cái chậu đẹp ha, cây sẽ đẹp hơn ạ. Dạ rồi, em xuống cây ha quý cô chú anh chị. Dạ hết me em lên linh sam ha quý cô chú anh chị. Bữa nay lô linh sam này là cây lớn ạ. Dạ rồi, mã 11D ạ, 1,2 triệu em bao ship ạ. Linh sam song hình lá gí ạ. Rồi. Dạ cây này thì có chiều cao khoảng 30 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 53 ạ. Đây. Đây. Em đo sát hoành đế dưới đây là khoảng 25 ha quý cô chú anh chị. Đây. Em đo ngay eo đây là gần 18, em tính 17 đi ạ. À. Đây. Dạ rồi. À, mã 11D 1,2 triệu em bao ship ạ. À. Đây là linh sam song hình lá gí ha quý cô chú anh chị. Em vô cho mình hai nước dây rồi ạ. À. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Cây này tiền ship nhiều lắm cô chú anh chị ơi, nó nằm trong một cái chậu này nè, chậu này chậu lớn ạ. Dạ rồi. Mã này là mã 12D hiếu quý cô chú anh chị. 12D thì 1,1 triệu em bao ship ạ. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 34 ạ. Cây đang có chân hoa rất là nhiều ạ. Tổng tán dài gì là khoảng 70 hiếu quý cô chú anh chị. Tán ngang tương đối gì là khoảng 40 ạ. Đây. Rồi, cây này em đo hoành thân sát đế dưới đây là khoảng 27 ha quý cô chú anh chị. Cây này là 12D 1,1 triệu em bao ship ạ. Dạ rồi. 12D à. Cốt cành cô chú anh chị nhìn giùm em ha, cây rất là già cây ha, cốt cành lớn luôn ạ. Cây đang có hoa rất là nhiều ạ. Dạ rồi, em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo mã 13D hả quý cô chú anh chị. Cây này 1,2 triệu em bao ship ạ. À. Linh sam song hình lá gí ạ. À. Cây này rất là nghệ thuật ha. Đường thân nó co lắc ra gì nè hả cô chú anh chị. Dạ rồi, mà nó ấm tàn nữa. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 34 ạ. À. Tổng tán dài gì là khoảng 63 ạ. À. Tán ngang tương đối là 46 ạ. À. Linh sam thì cô chú anh chị biết rồi ha, trong quá trình ship á, thì nó sẽ bị vàng và rụng lá. Nhưng mà về mình để trong mát, mình tưới nước đi rồi cây phát triển bình thường sẽ có hoa luôn ạ. À. Em đo hoành thân của cây này là 26 hả quý cô chú anh chị. Cây này có đế nữa nè, về cô chú anh chị trồng khai thác đế thêm giùm em ạ. À. Đây là mã 13D, 1,2 triệu em bao ship ạ. À. Em nghiêng cho cô chú anh chị xem ha, dàn xương của cây ha. Đây, cây này là mã 13D hả cô chú anh chị, 1,2 triệu ạ. À. Linh sam song rinh lá lý ạ. À. Đây, cây đường thân nó co lắc ha, cốt cành thì nó già hết ạ. À. Rồi em xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo mã 14D ạ, à. Cây này thì 1,1 triệu ạ. À. Cây này dáng chụp lắc, nó lắc nhẹ ạ. À. Dạ rồi, em đo thông số ạ. À. Cây này có chiều cao là khoảng 27 ạ. À. Tổng tán ngang gì là khoảng 55 ạ. À. Đây, cây nào cũng đang có chân hoa hết ạ. À. Dạ rồi, em đo hoành thân ngay chỗ này là khoảng 26 hả quý cô chú anh chị. Rồi em đo xích lên trên eo đây là khoảng 19 ạ. À. Cây nào cũng có đế hết hả cô chú anh chị. Về mình trồng mình khai thác đế thêm giùm em ạ. À. Dạ rồi, mã 14D 1,1 triệu ạ. À. Em cũng nghiêng cho cô chú anh chị tham khảo dàn xương ha. Rồi cái nào không gõ thì em sẽ cũng hỗ trợ chụp hình thêm cho mình gõ ạ. À. Em vô cho mình hai nước dây hả cô chú anh chị. Cây thì nó hiện đang có chân hoa ạ. À. Dạ rồi, 14D 1,1 triệu em bao ship ạ. À. Xin linh sam song hình lá gí ạ. À. Rồi em xuống cây hả quý cô chú anh chị.
Bữa nay lô này là lô lớn nha cô chú anh chị. Dạ 15D, cây này cũng 1 triệu mốt luôn ạ. Rồi em đo thông số cho mình ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 31 ạ. Tổng tán dài gì là khoảng 49 ạ. Rồi. Cây này có hoành thân ngay chỗ này là gần 20, em tính 19 nha quý cô chú anh chị. Đây, đây cây nào cũng còn đế hết ạ, đế lực luôn ạ. Dạ rồi, 15D ạ, 1 triệu mốt ạ quý cô chú anh chị. Đây là linh sam song hình lá gí ạ. Dạ rồi, cây nhà em bán toàn là cây thuần chậu không ha, về cô chú anh chị trồng đi ha. Cây phát triển nhanh lắm ạ. Dạ rồi, em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Bán thì giá thì đã bao sống cho, đã bao ship cho cô chú anh chị ha. Cây thuần chậu và bao sống luôn ạ. 16D, cây này thì 1 triệu đồng em bao ship ạ. Đây. Rồi để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 35 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 60 hả quý cô chú anh chị. Đây. Em đo sát đế ha, hoành thân em đo sát đế gì là khoảng 24 ạ. Em đo xích lên trên đây là khoảng 17 ạ. Đây, em đo em trừ hao cho cô chú anh chị nữa. Dạ 16D, 1 triệu đồng em bao ship ạ. Cũng là linh sam song hình lá rí ạ. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau ha. Cô chú anh chị thích dáng nào thì liên hệ với em ạ. Dạ rồi, em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Dạ tiếp theo là mã 17D ạ. Đây. Cây này thì 950.000 em bao ship ạ. Cây này là nó lắc rất là nghệ thuật đây. Dạ rồi, cây này thì có chiều cao là khoảng 25 hả quý cô chú anh chị. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 44 ạ. Đây. Hoành thân cây này là khoảng 18 hả quý cô chú anh chị. Em kéo thẳng thước dây vậy em trừ hao luôn ạ. Cây nào cũng có đế hết à. Đây, đây nó có một nhịp co lắc đưa lên gì ha, cốt cành già ha. Cây này mã 17D 950.000 em bao ship ạ. Cái này về cô chú anh chị sang chậu ha, cây sẽ đẹp hơn ạ. Đây, đường thân cây này rất là đẹp ha cô chú anh chị, nó nhỏ nhưng mà nó đẹp ạ. 17D hả quý cô chú anh chị, 950.000 em bao ship luôn ạ. Dạ rồi, em xuống cây cho mình ạ. Cô chú anh chị mua cây liên hệ, xin hãy liên hệ số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Đây cũng là số Zalo của em ạ. Dạ tiếp theo là mã 18D ạ. Cây này 850.000 em bao ship ạ. Đây. Rồi, em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 30 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 48 ạ. Đây. Đây, cây có hoành thân là 22 hả quý cô chú anh chị. Cây nào em cũng đo 2 3 chỗ cho cô chú anh chị dễ tham khảo ha. Em đo sát trên đây thì khoảng 16 ạ. Dạ cây này thì 850.000 em bao ship ha, mã 18D hả quý cô chú anh chị. Dáng này dáng trực lắc ạ. Cốt cành thì cũng đã lớn, em cũng đã vô dây hoàn thiện cho mình ạ. Dạ rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là 19D ạ. Cây này 750.000 em bao ship luôn hả quý cô chú anh chị. Cây này là linh sam song hình lá gí luôn ạ. Đây. Cây này đế đều luôn ạ. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 35 ạ. Tổng tán dài ra gì là khoảng 67 ạ. Em đo tán ngang à, tán ngang tương đối là khoảng 44 ạ. Đây. Cây này có hoành thân là 16 hả quý cô chú anh chị. Còn hoành đế thì lớn hơn ạ, đế đều luôn ạ. 19D 750.000 em bao ship hả quý cô chú anh chị. Em đã vô dây cho mình một nước dây rồi ha. Dạ em tháo dây nè. Cái nào cô chú anh chị về không thích thì có thể vô dây thêm nữa ạ. Dạ rồi, cây này là 19D 750.000 em bao ship ạ. Đế rất là đẹp ạ. Rồi em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Dạ hết linh sam rồi, em lên sam trái hả quý cô chú anh chị. Đây, đây là một cây sam trái ạ. Sam trái nhà em bán em bao với cô chú anh chị á, là sam trái nha. Cô chú anh chị trồng một thời gian không có trái thì trả lại em ha. Đây. Tại vì những cây này là nó đã từng có trái hết rồi. Dạ rồi, cây này thì có chiều cao là khoảng 25 ạ. Tổng cây tàn đổ ra gì là khoảng 35 hả quý cô chú anh chị. Đây. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây ha. Cây có lên da me, có nu ạ. Dạ cây này có hoành thân là gần 11, em tính 10 đi hết cô chú anh chị. Đây 10 ạ. 10 ạ. Đế thì nó đơm lên ạ. Cây này 20D 950.000 em bao ship ạ. Cái này về cô chú anh chị trồng vô cái chậu đẹp ha. Nó sẽ làm tăng giá trị của cây hơn ạ. 20D hả quý cô chú anh chị, 950.000 em bao ship ạ. Đây là một cây sam trái ạ. Đây, nó có lắc nhẹ một nhịp ở chỗ này ha. Dạ rồi em xuống cây ạ.
Dạ tiếp theo là 21D, cũng là một cây sâm trái. Bữa nay em được 4 cây hả quý cô chú anh chị. Cây này thì 850.000 em bao ship ạ. Dạ rồi, cây này thì có chiều cao là khoảng 30 ạ. Tổng cái tàn ra như vậy là khoảng 34 ạ. Tổng cái tàn độ bay ra như vậy hả cô chú anh chị. Rồi. Hoành thân ạ. Hoành thân cây này thì khoảng 9 hả cô chú anh chị. Cây nào cũng có đế hết ha. Đế còn dưới đây nên là về mình trồng mình khai thác thêm ha, rồi mình sang chậu ha. Dạ rồi, cây này 21D 850.000 em bao ship hả quý cô chú anh chị. Đây là cũng là sâm trái à. Rồi em xuống cây ạ. À. Cái nào cô chú anh chị không rõ thì liên hệ số điện thoại của em à, 0939081082 à. Đây cũng là số Zalo của em ạ. À. Dạ cây này 22D à. Cây này thì 800.000 em bao ship ạ. À. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 27 ạ. À. Tổng cái tàn đổ ra như gì là khoảng 65 ạ. À. Cây này thì em mới vô có một nước dây thôi, về cô chú anh chị điểm thêm một nước dây nữa ha, là cây sẽ ấm tàn mình chơi đẹp luôn ạ. À. Cây này có hoành thân là 10 hả quý cô chú anh chị. 800.000 em bao ship ạ. À. 22D ạ, à. Cây này cũng là sâm trái ạ. À. Cây già nu hết ha, cây thuần chậu nên cô chú an tâm về độ sống nè. À. Rồi, em xuống cây ạ. À. Dạ cây này 23D 750.000 em bao ship hả quý cô chú anh chị. Đây. Cây này thân nó nhỏ nhưng mà cái đường lắc của nó nhìn rất là đẹp hả cô chú anh chị. Đây. Cây này có chiều cao là khoảng 28 ạ. À. Đây. Tổng cái tàn đổ ra như gì là khoảng 50 ha. Em đo như gì hả quý cô chú anh chị. Về mình đệm thêm mầm nước dây nữa ha. Rồi mình sang chậu ha, rồi cây sẽ đẹp hơn ạ. À. Dạ rồi, cây này có hoành thân là 8 ạ. À. Đây cây già nu nu hết nè cô chú anh chị ơi. Đây là sâm trái ạ. À. Cây này thì 750.000 em bao ship ạ, à, 23D ạ. À. Rồi em xuống cây hả quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ hết sâm trái rồi cô chú anh chị ơi, em lên cho mình nguyệt quế ạ. À. Đây là nguyệt quế lá sắn bông chùm ha, cây thần chậu hết ạ. À. Cây này đang có chân hoa rất là nhiều luôn ạ. À. Vô thế bonsai hết hả cô chú anh chị. Về mình sang chậu mình để trước cửa nhà mình hay mình để trong sân vườn nha. Nguyệt quế thì thơm ạ. À. Cây này có chiều cao là khoảng 35 hả quý cô chú anh chị. Dạ rồi, tổng tán dài như gì là khoảng 58 ạ. À. Đây cây đang có chân hoa này hả cô chú anh chị. Chân hoa ha, đây. Về cô chú anh chị trồng vô đi ha. Trồng liền đi, tại vì cây nó thuần chậu rồi nên khỏi cần đợi bao lâu hả trồng nữa. Dạ rồi, cây này có hoành thân em đo như gì là gần 28, em tính 27 hả quý cô chú anh chị. Đây. Rồi nguyên một cái hoành đế ha, hoành đế đớn quá. À. Đây hai tay em ôm lại không dát hả cô chú anh chị. Cây này là mã 24D ạ, à, 1.2 triệu em bao ship ạ. À. Đây, cây liền lạc ha, không thẹo một gì luôn hả cô chú anh chị. Đây. Cây này 24D ạ, à, 1.2 triệu em bao ship ha, nguyệt quế lá sắn bông trùm ạ. À. Cây vô dây cho mình ha. Dạ rồi, em xuống cây ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 25D ạ, à, cũng là nguyệt quế lá sắn bông trùm ạ. À. Cây này cũng 1.2 triệu em bao ship ạ. À. Đây. Mấy cây này tiền ship nhiều lắm cô chú anh chị ơi, nguyên một cây bầu đất luôn á, nó rất là nặng à. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 38 ạ. À. Tổng tán dài như gì là khoảng 58 ạ. À. Cây nào cũng đang có chân hoa hết nè cô chú anh chị, nhìn nè hoa nguyệt quế nè, cái bông nữa nè. Rồi nó thơm lắm hả cô chú anh chị. Đây. Em đo hoành thân ạ. À. Cây này có hoành ở dưới đây là hoành đế nè ha. Hoành đế đây là khoảng 34 hả cô chú anh chị. Cây nè, cây có một vết thẹo ở chỗ này ha, mà nó đã xăm cứng hết ha cô chú anh chị, không có bị gì luôn ạ. À. Cây nào cũng có đế à, đế lực luôn nè, đế nhiều lắm, mình về mình trồng mình khai thác ha, mình sang cái chậu thì cây nó sẽ đẹp hơn ạ. À. Mã này mã 25D ha, 1.2 triệu em bao ship ạ. À. Trời ơi con ốc. Rồi, nguyệt quế lá sắn bông chùm hay quý cô chú anh chị, rồi em xuống cây cho mình ạ. À. Dạ 26D ha, đây cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Dạ đây, cây này thì 700.000 em bao ship luôn ạ. À. Đây, cây này rất là già cây luôn nè. Bông thì cũng nhiều nữa đó cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 50 ạ. À. Tổng tán ngang gì là khoảng 60 ạ. À. Nè, cây này cũng đang có chân hoa hả cô chú anh chị. Hoa nguyệt quế thì cô chú anh chị biết rồi, nó thơm lắm ạ. À. Dạ rồi, cây này có hoành thân thì 13 hả quý cô chú anh chị. Đây, em đo chiều dài cái dáng nằm của cây là khoảng 19 nè. À. Cây này 26D 700.000 em bao ship ạ. À. Cái này về mình sang chậu cây sẽ đẹp hơn ạ. À. Nguyệt quế lá sắn bông trùm luôn hả quý cô chú anh chị. Rồi, em xuống cây ạ. À.
Rồi 27D, cây này cũng 700 ngàn em bao ship ạ. À, cũng là nguyệt quế lá sắn bông trùm ạ. À, cây nhà em bán đều là cây thần chậu hết ha, nên cô chú anh chị yên tâm đi ạ. À, dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 44 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 47 ạ. À, cây này có hoành thân là 18 đó quý cô chú anh chị. Rồi em đo sát đế cho cô chú anh chị tham khảo luôn ha. Xích xích ở dưới đây thì nó khoảng 20 à. Đế thì nó còn, đế em không đo được luôn ạ. À, dạ rồi, cây này cũng 700 ngàn em bao ship ha. Cây có một vết chóc da ngay chỗ này ha cô chú anh chị. Cái nào mà nó có bị gì thì em nói trên live luôn cho cô chú anh chị không rõ à. Còn cái nào mà không rõ nữa thì em sẽ hỗ trợ chụp hình thêm cho mình ạ. À, dạ rồi, 27D 700 ngàn em bao ship luôn ạ. À, nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. À, dạ rồi, em xuống cây ha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua cây anh hãy liên hệ số điện thoại của em ha, 0939081082. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cây nhà em trong thời gian qua ạ. Dạ, tiếp theo mã 28D ạ. À, đây là mai chiếu thủy trung nu ạ. À, cây này có chiều cao là khoảng 40 ạ. À, tổng tán dài như gì là khoảng 44 ạ. À, đây, cây có hoành thân là 16 ha quý cô chú anh chị. Đây, cây có một vết chấp da ngay chỗ này ha cô chú anh chị. 28D ạ, à, 400 ngàn em bao ship ạ. À, mai chiếu thủy trung nu ạ. À, đây, cái này về mình sang chậu cây sẽ đẹp hơn ha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, em xuống cây ạ. À, 28D 400 ngàn ạ. À, 29D cũng 400 ngàn luôn ha quý cô chú anh chị. Cũng là mai chiếu thủy trung nu ạ. À, đây, 400 ngàn em bao ship cho mình luôn ạ. À, cây này có chiều cao là khoảng 38 ạ. À, tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 42 ha. Cây rất là già, cây đang có hoa luôn ạ. À, cây này về cô chú anh chị sang chậu ha. Mai chiếu thủy thì già dễ chăm sóc lắm cô chú anh chị. Về rất là dễ đi hoa luôn ạ. À, 29D 400 ngàn. Em đo hoành thân sát dưới đây ha là khoảng 17 ha. Cây già nu nu hết ha cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này 29D 400 ngàn em bao ship luôn ạ. À, đây cũng là mã cuối cùng của cây cảnh quy hoàng ngày hôm nay ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cây nhà em trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn lại clip sau ạ. À,